Hai năm qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, việc đưa các sản phẩm thịt chua đạt tiêu chuẩn OCOP lên các nền tảng số đã được công ty cổ phần sản xuất và thương mại Trường Phút chú trọng. Việc ứng dụng công nghệ số đã giúp công ty tăng từ 200 đến 300 đơn hàng online một ngày. Doanh nghiệp của chúng tôi cũng đang dần chuyển đổi sang cái hình thức kinh doanh online khá là nhiều, đặc biệt là đẩy mạnh kinh doanh ở trên các cái mạng xã hội như là TikTok, Facebook và cũng đang đem lại những cái hiệu quả rất là tích cực. Tỉnh Phú Thọ hiện có 78 sản phẩm OCOP, trong đó có 30 sản phẩm 4 sao, còn lại là 3 sao. Việc ứng dụng số trong phát triển nông nghiệp đã góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. Sau thời gian có cái phần mềm Aritech của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của tỉnh Phú Thọ đưa ra thì chúng tôi đã dùng toàn bộ bằng smartphone để ghi lại quá trình nuôi cấy cũng như là phát triển của nấm. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền để nhiều cái cơ sở sản xuất nông sản ở trên địa bàn tỉnh được hiểu cái giá trị của cái việc mà bắt buộc mình phải chuyển ứng dụng cái chuyển đổi số ở trong cái việc mà sản xuất cũng như là cái việc mà kinh doanh, thì đó nó giúp cho công khai minh bạch cái quy trình sản xuất và củng cố cái niềm tin với lại khách hàng. Từ đó là nó giúp cho cái việc mà bán hàng nó tốt hơn. Chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đấu mối liên kết để nông dân tiếp nhận chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, chuyển đổi số trong phát triển các sản phẩm nông nghiệp là vấn đề mới, bên cạnh sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chuyên môn, đòi hỏi sự chuyển đổi trong tư duy, nhận thức, hành động của mỗi cán bộ và người dân.